Thứ hai, từ giờ đi giúp đi của các bà này, bà vô chân xuống. Vừa tưởng to mà. Đừng có tí. Rồi. Câu đầu là xin lỗi, câu thứ hai bỏ qua. Và chữ bắt đầu thứ ba là hy đạt. Hãy chăm sóc sức khỏe của bạn và luôn vui vẻ trong một năm nay. Cảm ơn bạn đã đồng hành cùng chúng tôi, mang đến biết bao hạnh phúc, những tiếng cười, những câu chuyện cười, những giọt nước mắt, những nỗi buồn, những nhẫn lại, những đấu tranh và kỷ niệm ngọt ngào nhất đáng nhớ. Chúng tôi rất khó quên, hãy cho phép chúng tôi, ngay cả khi đây là lần cuối, để ghi nhớ cuộc gặp gỡ ngọt ngào của bạn trước khi bạn .. vì tìm thấy một người mới trong cuộc đời của mình. Vì ích kỷ nên chúng tôi không thể quên được những kỷ niệm đẹp bên nhau. Xin lỗi do sự tồn tại của chúng tôi, điều đó khiến bạn không thoải mái. Xin lỗi vì bài viết của chúng tôi đã khiến trái tim bạn đau. Xin lỗi vì tình yêu to lớn của chúng tôi dành cho bạn. Xin lỗi vì sự dũng cảm của tôi là chúng tôi kỷ niệm một năm gặp lại các bạn. Xin lỗi, năm xin lỗi quá. Đừng bắt chúng tôi phải lựa chọn giữa hai bạn, vì điều đó làm chúng tôi rất đau lòng. Dù quyết định của bạn là gì, chúng tôi đều chấp nhận, vì người có quyền với cuộc sống của bạn là bạn. Nhưng chúng tôi ở đây chân thành cầu xin, hãy cho chúng tôi một thời gian để làm quen với sự cách xa của bạn. Nếu bạn buộc chúng ta phải nhanh chóng quên đi những kỷ niệm đẹp đó, thì đó như là một điều không thể chúng ta làm được. Cảm ơn cảm giác phi thường đã tạo nên cảm xúc cho chúng tôi. Đừng khóc, đừng cười, đừng buồn, đừng hạnh phúc, tổn thương và thất vọng đáng nhớ trong một năm nay. Và một điều nữa, đừng bao giờ cảm thấy đơn độc, mặc dù tồn tại của chúng ta không có thật vô hình, chúng ta luôn ở đây phía sau bạn, những người không bao giờ mệt mỏi cầu nguyện cho bạn. Như tên và mục đích của nhỏ chúng tôi là DGD, đem ly lê, nói chung là tiếng Anh mình không thuộc, không đọc được, tem ly đi pra year. Chúc bạn luôn được đấng toàn năng che chở, tránh xa những kẻ thị phi, sự nghiệp nhanh thành công, hạnh phúc luôn vây quanh. Điều quan trọng nhất là điều khỏe mạnh, hãy quan tâm đến sức khỏe, đúng không? Làm việc chăm chỉ là phải có sức khỏe là số 1. Vì có khỏe chúng ta mới làm được nhiều việc. From TGD in Indonesia, lúc 13:47. Và đây là bức thư của các bạn Indonesia gửi cho Đạt. Và đây nữa. Còn đây nữa. From Vi Đạt Hồng Kông, Arum, Azura, Aniza, Kimmy, Luvi, Happy 1, ST là cái gì? Chúc bạn tự tin hơn trong mỗi bước hành trình của mình. Chúc bạn sức khỏe, hạnh phúc, bình an, yêu, tình yêu và hạnh thịnh vượng trong giai đoạn mới của cuộc đời. Chúc bạn may mắn. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Ở đây nữa, các bạn tặng mình một giỏ trái cây. Thank you.
bạn tự tin trong mỗi bước hành trình của mình. Chúc hạnh phúc, bình an, tình yêu thịnh vượng trong giai đoạn mới của cuộc đời mình. Vẫn là của các bạn vừa nãy, vẫn là của các bạn vừa nãy mọi người. Indonesia. Không, nhưng mà thank you Ranti đúng không? Ranti đúng không? Ranti. Thank you Ranti. Thank you Indonesia. Nhưng mà có từ xem cái gì đã.